Hi, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của anh Ford365. Phía sau anh đang có một chiếc Range Rover XLS. Và đây là bạn Sanford TV. Bạn Sanford đang dán xe cho mình. Cùng đi xem chiếc Range Rover XLS màu ghi vàng nhá. Đây là chiếc Range Rover XLS màu ghi vàng nha các bạn. Đây là phiên bản MT, xe 2019. Thì ở đây là chiếc số sàn, một trong những chiếc số sàn còn lại. Thì như các bạn biết rồi, hôm nay là ngày 8 tháng 5 và hiện tại á, là xe của bên mình là dòng Range Rover XLS là đang hết xe trên toàn quốc luôn các bạn. Nên là cái giá nó sẽ không còn được tốt như ở tháng 3 và tháng 2 nữa các bạn. Tháng 3, tháng 2 là cái cao điểm của cái mùa dịch đó. Nên giá nó được tốt, còn hiện tại thì nó đang hết xe rồi. Tại vì nhà máy Thái Lan và nhà máy Việt Nam á, Ford toàn cầu luôn, các nhà máy toàn cầu vẫn chưa hoạt động lại. Nhà máy ở Việt Nam thì tháng 5 này vẫn chưa có thông tin gì để hoạt động trở lại hết các bạn, cho các dòng lắp ráp trong nước như Eco và Jayce. Còn nhà máy Thái Lan thì dĩ nhiên là chưa, tại vì Thái Lan nó vẫn còn dịch. Thì đây là chiếc Range Rover XLS MT của bên anh. Thì khách đã làm những gì? Khách đã gắn thêm một cái nắp thùng cao này các bạn. Khách gắn thêm một cái lót thùng. Đó, những cái đặc trưng cơ bản nằm trong cái gói phụ kiện. Ở đây là có cái dè che mưa. Cùng mà xem khoang xe nhé. Thì đây đó, khách này rất là kỹ các bạn. Tại vì khách này á, là tháng trước bên anh mới giao một chiếc. Nếu các bạn xem những video của anh thường xuyên, cái chiếc màu bạc đó các bạn, thì các bạn sẽ thấy là khách đã mua một chiếc và nay khách mua thêm một chiếc nữa và chọn option tương tự, đó là lót sàn này các bạn. Đó, lót sàn simili nè. Sau đó là bọc trần. Thì đây là cái option mà tương tự khách vẫn chọn ở cái chiếc mà tháng trước đã mua của bên anh á. Đó, các bạn thấy số sàn nha. Ghế nghỉ. Đó, công ty khách mua này các bạn. Thì các bạn nhìn là các bạn thấy ngay rồi, tháng trước và tháng này. Ghê ha. Đây là thằng em sang Ford của anh, nó đang tiếp tục dán xe cho anh đây các bạn. Đây là con xe là năm 2019 nha các bạn. 2019 nên màn hình nó nhỏ lắm. Các bạn mà mua xe 2020 là các bạn biết màn hình nó lớn hơn nhiều. Đây cái sàn, quá đẹp các bạn. Màu ghi vàng nha. Số rất là đẹp đúng không các bạn. Đang dán rất là cần mẫn các bạn nè. Cần mẫn. Dán lệch một phát là anh hành liền. Nói vui chứ chiếc này các bạn, đúng ra là sẽ là bên mình là sẽ có người dán nó. Nhưng mà tại vì bên mình đang giao nhiều xe quá, nên thành ra các bạn xe phải ra hỗ trợ các bạn. Hỗ trợ khách đó. Hỗ trợ hết mình luôn. Đẹp lắm, cứng khự. Anh nào mà đi Ford là biết rồi, Ford nó cứng mà máy dầu mà chuyên xe cày tiền Range XLS nữa. Cứng cực luôn các bạn. Thì Ford nổi tiếng các bạn rồi. Khung gầm và máy dầu của Ford thì khỏi phải nói. Quá đẹp luôn. Thùng vẫn nước tại mới rửa các bạn. Mới rửa đó, đưa lên là kiểm tra một lần cuối. Công đoạn cuối cùng để gieo xe cho khách. Xuất sắc luôn. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn thông tin về xe Ford, chương trình khuyến mãi toàn bộ thì cứ alo mình đang ăn Ford, tại Sài Gòn Ford. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.